Đó, vậy mà ở đây có một cái bạn nào, vì mình đeo kính là mình nhìn thấy có một cái bạn nào đấy, bạn nó nói là cái hội nghị thành đô năm 1990, đúng rồi đấy, Chính xác cảm đấy. ơn anh cho biết. Nhưng xin nói với các bạn là các bạn đừng xuyên tạc cái thành đô. Cái hội nghị thành đô là hội nghị như thế, là bán nước cho Trung Quốc. Tôi nhắc lại các bạn một tí, để nếu như các bạn dư luận viên ở trong nước, hay là các bạn như thế, là những người như thế là tham gia vào diễn đàn này ở dưới này, các bạn nên xem 10 tập hồi ký của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trần Quang Cơ sẽ hiểu rõ được hội nghị thành đô ra làm sao. Đấy là hồi ký nhá. Đấy. Thì là các À, bạn lính của anh coi như là cứ tháng nào trả lương tháng đấy, nó nói với Triệu Vũ như thế. Nhưng mà tháng vừa rồi ấy, anh cũng chót coi như là lấy cái tiền của anh em đi cá độ bóng đá, nhưng mà cái từ trận mà chung kết là anh ok bị thua đấy. nên Thành trả công là hiện nay vẫn còn quỵt lương anh em đấy, nói lương cho Triệu Vũ như thế. Nhưng mà anh sẽ cố gắng làm lụng tất cả thứ cày nhá. Bây giờ đấy phải cho nên phải cày, cái mỗi live phải cày 4 tiếng liền nhá, để mà ví dụ lĩnh được nhiều lương mới trả anh em, không nó đến nó dỡ nhà anh mất. Nói Triệu Vũ nhiều. thế, tôi về theo anh đi. Tôi về Việt Nam xong bắt đầu là cứ lên mỗi một tối khoảng 4 tiếng là có lương ngay. Má nó 30 củ, cách ngày một Ông ngày thương 30 củ. cho. Việt Nam bây giờ làm giàu mẹ dễ lắm đấy. Chỉ nên nói 4 tiếng xong rồi ngủ khì. Thế là một tháng 30 củ, một tuần 3 Bây giờ buổi. Dương Trần Triệu Vũ ơi, như thế là bạn dân, như thế là ở người dân tộc, bạn nói rất thật, bạn cứ dẫn vợ con về xong mỗi tối lên mạng 4 tiếng, anh bằng chịu trách nhiệm trả lương cho bạn nhá. Tôi Bây giờ rất này là người dân anh tộc ạ, mà. à, thôi bây giờ này thôi mình nói về về cái lương lậu chứ thôi, không các bạn mà bao que bạn nhảy về hết thì mình coi như cạn tiền túi mất. Thì bây giờ nói với anh Linh với tất cả các bạn này về cái hội nghị, về cái mình thì mình gọi là hội nghị thành đô, nhưng mà chúng nó ở bên kia, bọn chúng cực đoan ấy, chỉ chúng nó gọi là mật ước thành đô. Thì tôi nói với các bạn đã là mật ước rồi nghe nhá, thì không ai có thể biết được đúng không. Những cái ông mà tham gia cái đấy mật ước ấy, thì các ông sống để già chết mang đi. Nhưng mà cái này gọi là hội nghị thôi chứ không phải là mật ước gì cả. Mà hội nghị thành đô nhá, chỉ có 15 điểm. Thì trong đó có 14 điểm là nói về cái vấn đề Việt Nam rút quân khỏi Campuchia, và nói chung trả cái nền độc lập, bọn bên kia có gọi là trả lại là cái nền tự chủ cho nhân dân Campuchia ấy. Mà trong khi đó nhá, chuyện nhà nước Campuchia người ta phản đối, tức là ông Việt Nam và ông Trung Quốc coi như là hội nghị, tức là trên đầu người ta, tức là quyết định về cái phận mệnh đất nước ngoài ta, mà hai ông coi như là bàn bạc. Sau này ví dụ cái thứ thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trần Quang Cơ như anh Linh nói ấy, thì ông ấy Đấy đã viết một cái hồi là nguyên ký nhân về cái chuyện mà này như rồi. thế là chúng ta làm cho Campuchia hiểu lầm Việt Nam. Anh phải hiểu như thế. Trong cái hội nghị thành đô là vì tại sao lại không họp ở Bắc Kinh mà lại chuyển về thành đô? Thứ nhất là khi thời gian chuẩn bị hội nghị thì Trung Quốc họ đang như thế là tổ chức Thế vận hội. Do vậy mà chuyển cái cuộc họp đấy về Trung thành tô th thành đô ở Tứ Xuyên. Đấy. Đúng. Tôi đã sang thủ phủ của thành đô, tôi biết mà. Thế thì trong cái chương trình hội họp đấy có 15 cái điều, thì trong đó là 11 điều là nói về Campuchia. Chủ yếu là Trung Quốc nó ép Việt Nam phải rút quân khỏi Campuchia. Đấy. Chủ yếu là như vậy, và nó yêu cầu là nếu bình thường hóa, muốn bình thường hóa quan hệ với nhau thì ông phải rút quân khỏi Campuchia. Đấy, đấy là điều thứ nhất là như vậy. Thứ hai nữa là bàn về cái việc, tức là trong nội các của Campuchia thì bên Trung Quốc này yêu cầu phải cho thằng Khmer Đỏ đấy có chân trong nghị viện của Khmer Đỏ. Ông Việt Không, Nam là của thừa Quốc tưởng hội Campuchia. đấy, ông Việt Nam là tưởng thật là đấy là cái sai lầm nhất của Bộ Ngoại giao ta đấy, khi về là nói chuyện với lại bên bên Thủ tướng Hun Sen rằng là bên đấy là đã thống nhất là yêu cầu ở bên Anh là lên cho một cái chân vào của Khmer Đỏ vào trong trong nghị viện của Campuchia. Cho nên chính vì thế mà khi mình, tức là cái tài liệu này là họp kín với nhau là để tức là trong nội bộ, thế nhưng mà thằng Trung Quốc nó đều ở cái chỗ là
vừa mới họp xong cái nó đã thông báo cho Campuchia trước rồi. Cho nên chính vì thế mà bị Campuchia nó hiểu lầm. Vâng, nó Đấy. hiểu phản đối. Đấy, Campuchia hiểu hồi nó đó phản phản đối ghê gớm. nó cho Campuchia rằng hồi đó phản đối. ông Việt Nam và ông Trung Quốc là bàn về cái nội các của nó ở trên đầu nó. Do vậy mà nó đã có một cái thời gian nó rất là bất bình với lại Việt Nam về cái việc đó. Cho nên là đến mãi sau này là Thủ tướng Hun Sen mới hiểu ra được vấn đề, lúc đấy bắt đầu mới lại bình thường hóa được, chứ không là cũng rất là dở. Đấy, cho nên chính vì thế mà ở bên nước ngoài nó dựa vào cái việc đó, nó gọi là mật ước Thành Đô, thế rồi nó tô son vẽ phấn, rồi nó xuyên tạc, gọi là ở cái hội nghị đấy đủ thứ trên đời. Vâng. Đấy. Dạ thưa anh ạ, bây giờ này nói với cái bọn mà chống cộng cực đoan thì nó xuyên tạc, không có cái gì nó không xuyên tạc. Anh có nhớ cái vụ mà chúng nó xuyên tạc về cái chủ tịch nước Trần Đại Quang mình không? Cái thời gian mà ông Trần Đại Quang ông ốm mà ông ấy nghỉ mất cỡ khoảng 1 tháng, ông không xuất hiện trên cái thông tin đại chúng. Khi mà ông xuất hiện chẳng hạn thì những người người ta mới bệnh, người ta hơi người hơi hốc hác xanh xao một tí, thế bắt đầu nó chụp hình à ông này, ông nó bảo là ông Trần Đại Quang này không phải ông Trần Đại Quang thật, mà ông Trần Đại Quang giả là bên Trung Quốc cài vào đấy. Ngay những người đang sống sờ sờ ra đấy mà chúng nó còn xuyên tạc đấy, là nói chung là cái hội nghị Thành Đô, cái chuyện Hồ Chủ tịch hoặc là những cái người khác chăng nữa, đúng không, thì chúng nó còn xuyên tạc đến mức độ như nào đấy. Nó biên nó xuyên tạc đủ thứ trên đời, Vâng. nó của Bác Hồ của chúng ta là như thế, là người của Trung Quốc, thế rồi là bây giờ là chính vì thế mà như thế là bây giờ Việt Nam là sẵn sàng bán cho Trung Quốc. Ô thì năm 945 ông Hồ ông ấy có cái cơ hội như thế mà như thế là ông ấy giải phóng đất nước xong ông bàn giao cho Trung Quốc thì có phải làm sao phải đánh nhau với Mỹ Vâng. nữa. Mẹ sao Mà các người ngu thế, các người vâng, cứ cái thực tế là cái trò xuyên tạc của chúng cái nó, trò đúng xuyên không, tạc mà nó nó không bị có dành dành như đấy, mà lúc nào nó cũng muốn coi như nói những người dân Việt Nam coi như nghe theo nó. Mấy cái xuyên tạc như thế làm sao mà nghe được, ông phải có cái lý luận chính trị mà ông phải có những như thế này thế khác, thấy chưa, thì những người dân người Việt Nam người ta mới nghe. cảm ơn anh Quang Huy Bách nhá. Anh nói Vâng. đúng đấy, bởi vì là tôi cũng đọc cái chương trình đấy từ lâu rồi cho nên là tôi cũng nhớ được nhiều. Nhưng mà cái nội dung chủ yếu của cái hội nghị Thành Đô đó là cái việc Bạn bạn Nguyễn Dũng chờ tí xíu nhé, bạn Nguyễn đất Dũng. nước Campuchia. Chờ anh. Đấy. Ừ. Cho nên là cái đó mọi người phải hiểu nó một cách rõ ràng, đừng nghe cái xuyên tạc của bọn chống cộng cực đoan ở nước ngoài. Ở đây tôi xin lỗi tất cả những bà con Việt kiều yêu nước, những người mà ấy, tôi nói với mọi người rằng là những người ở nước ngoài người ta có tinh thần yêu nước, người ta nhớ về quê hương, người ta nhớ về cội nguồn, người ta có tinh thần đóng góp và xây dựng cho đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh và tươi đẹp, thì chúng tôi rất trân trọng và chúng tôi rất là quý mến. Ví dụ như anh Cầm Nguyễn, ví dụ như là anh Tư Tân Bình, hay ví dụ như chị Nguyễn Hoa, hay ví dụ như anh Lợi Minh, vân vân, và rất nhiều người khác yêu nước ở ở các nước trên thế giới, họ hướng về Việt Nam, họ như thế là có niềm tin và họ hy vọng Đảng và nhân dân Việt Nam sẽ ngày càng phát triển, trong đó có gia đình của họ, có như thế là Bây người giờ rồi trả lời Quỳnh Trần một câu, coi ừ. như là đúng rồi, coi như là Quỳnh Trần bảo là tự hỏi xem là tại sao Việt Nam không cho dân thì dùng súng, vì Việt Nam thì an ninh nó quá giỏi rồi thì cần gì dân phải dùng súng nữa, đúng không, những người an ninh người ta bảo vệ cuộc sống an bình cho những người dân rồi thì chẳng cần phải dùng súng. Còn Mỹ nói chung là bảo an bình lắm, coi như là an ninh các thứ Lên rất là đâu ra giỏi, tình. giao súng cho những người dân làm gì, người ta chỉ giao súng cho người dân để bảo vệ mình. Nhưng mà hiện nay những người dân mà được lực lượng chức năng, lực lượng an ninh, đúng không, xã hội Việt Nam an bình thì cần gì phải súng. Cho nên các bạn ngu si đần độn một cái là hiện nay ấy, là những người Mỹ dùng súng chẳng qua nào đó là những cái gọi là cái quả cái bọn mà lái súng ấy, thấy chưa? Những cái bọn mà tư bản người ta sản xuất vũ khí ấy, người ta không muốn coi như thay đổi cái điều luật này, cho nên vẫn cứ để cho những người dân dùng súng, những người nào có lý lịch tốt thì người ta cho vẫn dùng súng 2-3 khẩu nọ kia tất cả thứ. Chứ bạn nói chung là bạn cái đầu óc bạn ấy chỉ bằng ngọn cỏ thôi, bạn đâu có biết cái gì. Nói chung là tôi phải nuôi bạn thôi, vì là tất cả những cái gì của tôi bạn đều vào bạn có măng nọ kia tất cả thứ, tôi giờ động vật quý hiếm rồi cho nên phải nuôi thôi, hiểu không? Đúng là động vật quý hiếm. Đúng rồi. A Quy ạ.
AQ đừng đóng ra rắn đóng giả lươn nữa. Tôi biết AQ là ai, cho nên là thôi đừng rắn đóng giả lươn làm gì, chúng ta nên nói chuyện thẳng thắn với nhau. Đấy. Đấy bây giờ coi như là không biết AQ là Triệu Vũ bảo là anh em mình nó gán không phải sự động viên mà lực lượng 47 ấy. Anh hiểu không? Cho nó chả hiểu cái lực lượng 47 là cái gì cả. Lực lượng 47 người ta không lên trên cái livestream như chúng tôi đâu. Bây giờ đấy Đây đấy là là những tôi cái nói người với mà làm an ninh mạng ấy, mai kia là người ta kiểm soát, ví dụ như là Triệu Vũ có những con măng đó nọ kia tổng hợp lại, mai kia về sân bay Tân Sơn Nhất bây giờ có muốn về thăm Việt Nam người ta sẽ theo dõi đấy, và có một cái sự chống phá cái là bắt ngay, ít nhất phải giam như thằng Huỳnh Nguyễn đấy đấy, 40 ngày sau đó bắt đầu thôi thả thả về Mỹ khoan hồng đấy. Chứ còn bây giờ các bạn hết ghép chúng tôi là coi như dự động viên, còn một số bạn ở dưới này là lực lượng 47. Bây giờ phải nói với A Quy Nguyễn này này này, chúng tôi chẳng phải là lực lượng 47 43 gì này, đây thì tôi đang ở xí nghiệp đây Rồi, này, chào Trần Hạnh Phúc. đây tôi đang ở xí nghiệp của tôi này, tôi đang ở trong cái phòng này Trần Hạnh Phúc ơi, một lát nữa có lên tham gia chương trình với anh không? Nhá. Chỉ một lát ok, nữa xong anh để Linh cho lên thì anh mời Trần Hạnh Phúc. lên để cho mọi người lên để cho nó vui. Vâng, Tôi lại xuống, bao giờ như vâng. đó vào nhiều tôi lại lên nhá, Vâng, ok, tôi xin hướng để xin mọi người lên cảm ơn đi, anh. mọi người Vâng. nhá. Dạ. Cảm ơn.